Mở đầu clip ngày hôm nay là video ghi lại cảnh chú chó bất lực nhìn theo trái bóng dưới nước. Trái bóng bị rơi xuống nước, dù đã nhiều lần lấy chân khèo nhưng nó vẫn yên vị. Chú chó chỉ biết bất lực nhìn theo khi không lấy được món đồ yêu thích của mình. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì chân quá ngắn, chú chó chỉ biết nhìn theo trong vô vọng khi không lấy được trái bóng dưới nước. Lần sau nhớ xin tiền sen đi kéo chân như khoa quýt để lấy bóng dễ dàng hơn nhé bác. Hả? Ủa gì vậy? Nhìn chị với cưng có miếng nào gọi là tướng phu thê không mà cố chấp quá vậy cưng? Gu chị phải là mấy anh cao to cơ bắp cuồn cuộn, chứ như đập đá thế này thì cứ nhau xong chị có mà gánh cưng còng lưng à. Tỉnh lại giùm cái, thực tế nó phũ phàng lắm. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt, bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ. Chúc mừng sinh nhật thôi mà, có cần phải dọa ma thế không? Tao ngủ mà tao tưởng đâu nghe thấy tiếng thì thầm từ lòng đất không á. Bạn với chả bè, cũng may là chuẩn bị quả bánh uy tín đấy, chứ không thì bố mày dỗ luôn. Ai tuổi trẻ mà không từng mắc sai lầm, mà quả sai lầm ở đây thì ông bà gánh còng lưng cũng không cứu được. Nhuộm răng như này thì quá là uy tín rồi. Đừng có thấy người ta thân thiện mà nghĩ người ta dễ dãi nha bà nội. Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu. Bớt thấy sang bác Hoàng làm họ lại đi. Lần này là cảnh cáo nhẹ thôi đấy, lần sau là cho quả vòi rồng cuồng nộ thối 7 ngày 7 đêm luôn. Rồi rồi, mày xong rồi. Xin vĩnh biệt cô. Khi ai đó hỏi tôi như thế nào được xem là đỉnh cao của sự tự hủy, tôi chỉ im lặng mỉm cười và đưa họ xem chiếc video này. Chuyến này người nhà chắc không nhận ra luôn quá à. Tao quánh chết cha mày. Không giúp được cái mẹ gì mà nói quá trời nói. Chừa nha mày, nói thêm tiếng nữa là xịt đăng xuất khỏi trái đất luôn. Nhìn anh thế thôi chứ tính thì cứ phải gọi là lóng như kèm đấy. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp cấp 3 với không ăn gì à. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Bất ngờ chưa bà già, nước đi này làm sao mà ngờ đến được. Đang yên đang lành bạn nó báo cho quả muốn sang chấn tâm lý, mất trí nhớ tạm thời luôn. Tao thấy mà tao tức à. Đừng có mà cười trừ, chút nữa về ra cổng trường tới công chuyện với bà. À, thì ra mày chọn cái chết. Welcome to my pancake flipping competition. In 3, 2, 1. Lâu lâu muốn thể hiện nữ công gia chánh một lần mà nó lạ lắm. Chưa gì đã muốn tàn sát cái bếp rồi. Nhân gian sợ, loài người sợ. Bà chỉ cứ ngồi im một chỗ thôi cho trái đất nó yên bình. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. No. Có thật mới vật được đạo, ăn no mới có sức làm đẹp kiếm người yêu, chứ liêm sỉ gì tầm này nữa.
lia cái cam đi chỗ khác, không là chị đây nhai đầu chú mày luôn đây. Kiếm đâu dao quá. Ôi trời ơi. Ha ha, trời má, bà chị làm ăn kiểu này thì trên, rồi khách nào dám mua xe nữa, hơi ẩu rồi đó bà. Thôi thì tháng này chấp nhận không đạt KPI thôi chứ biết sao vợ. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. No. Lâu lắm mới thấy một màn cầu hôn lãng mạn thì lại su cà na. Thành lãng xẹt luôn mới đâu. Tôi cũng không hiểu ông anh đi đứng kiểu gì luôn. Nhưng thôi, nhẫn to nên được tha thứ nha. Đi ăn sinh nhật ké thôi mà sao nó lạ lắm, quá là đã luôn. Một mình ăn nguyên quả bánh vào mặt như này thì nhất anh rồi. Điếu thuốc tàn còn nhặt lên hút lại, bạn mất dậy thì không chơi lại lần hai nha. Tính làm trò vui xong cuối cùng thành trò hề. Chứ hai ông nghĩ mình là anh em quốc cơ quốc nghiệp hay gì? Lời thì thầm của đớ à. Rồi rồi, mày xong rồi. Quá ghê gớm, đúng là gừng càng già càng cay. Đứa nào láo nháo là ông đây bẻ giò luôn nha. Đừng có thấy hổ không gầm mà vội nghĩ là Hello Kitty. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.